Ngày 13 tháng 7, binh chủng hóa học tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 791 NQ-QUTU ngày 30 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học công nghệ và môi trường trong quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh binh chủng hóa học dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Trịnh Thành Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng hóa học chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng. Báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị khẳng định qua 10 năm thực hiện nghị quyết số 791 NQ-QUTU, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng và người lao động trong binh chủng hóa học về công tác khoa học công nghệ và môi trường đã có chuyển biến tích cực. Đảng ủy binh chủng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, cụ thể hóa theo chức năng nhiệm vụ của binh chủng, trong đó tập trung nghiên cứu, phát triển nghệ thuật sử dụng bộ đội hóa học trong tác chiến, chiến dịch, chiến lược, nghiên cứu tổ chức sử dụng bộ đội hóa học ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Đặc biệt về công tác khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự, binh chủng thực hiện nhiệm vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ phù hợp với điều kiện và khả năng nghiên cứu của binh chủng, tập trung nghiên cứu bảo đảm trang bị hóa học phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội hóa học, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ thích hợp cho việc cải tiến hiện đại hóa, tăng tuổi thọ và phục hồi trang bị hóa học có trong biên chế, nghiên cứu chế thử sản xuất trang bị hóa học mới và vật tư hóa chất phụ tùng thay thế, triển khai thực hiện chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ Quốc phòng. Để lãnh đạo khoa học, nghệ thuật quân sự thì chúng ta đã có những tư duy mới về nghiên cứu thách thức an ninh phi truyền thống, nghiên cứu tới ứng phó sự cố vấn đề an ninh sinh học, an ninh hạt nhân, an ninh môi trường. Chúng ta rất quan tâm nghiên cứu tới bảo đảm về tác chiến bộ đội học, nhất là tác chiến biển đảo. Chúng ta đã có những đề tài này, rồi nghệ thuật sử dụng lực lượng phòng hóa, có những đề tài mà được nghiệm thu đánh giá rất cao. Và từ đây những số liệu đó là minh chứng của một kết quả lãnh đạo về cái kỹ thuật khoa học công nghệ. Thông qua chương trình, nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ quan điểm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về khoa học công nghệ và môi trường, tạo bước chuyển biến quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ quân sự, từng bước ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra những sản phẩm khoa học công nghệ mang tính đột phá, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tương lai, tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường trong tình hình mới.